Hôm nay tôi giới thiệu với các bạn phương pháp học ôn kiến thức nền trên phần mềm hình thức trắc nghiệm.vn, phần mềm phi lợi nhuận để các bạn tham gia hội thi thầy thuốc giỏi chuyên môn vững bảo hiểm y tế. Các bạn có nhu cầu à, học ôn kiến thức nền trên phần mềm hình thức trắc nghiệm.vn, các bạn kết nối Zalo với thầy giáo Thạc sĩ Lê Văn Quang theo số điện thoại 0912595654 hoặc số thứ hai là 0943078123 để được hướng dẫn. Sau khi các bạn kết nối Zalo với thầy giáo, các bạn sẽ nhận được tin nhắn video bài giảng, các bạn xem video bài giảng của thầy miễn phí. Hôm nay tôi giới thiệu với các bạn cái phương pháp học ôn kiến thức nền à, gồm có học câu hỏi trắc nghiệm cho các tài liệu luật khám chữa bệnh năm 2023 rồi nghị định 96 của chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật khám chữa bệnh năm 2023 và thông tư số 32 à, của Bộ Y tế quy định chi tiết một số điều của Luật khám chữa bệnh năm 2023. Như vậy xoay quanh cái Luật khám chữa bệnh năm 2023 các bạn sẽ học ba cái tài liệu này. À, mục thứ tư là các bạn học Luật Bảo hiểm y tế và các nghị định, thông tư liên quan đến Luật Bảo hiểm y tế. À, như vậy các bạn có kiến thức nền của bốn tài liệu này thì sau đó các bạn vững kiến thức rồi. À, trên cơ sở kiến thức nền vững các bạn có thể tham gia hội thi làm câu hỏi trắc nghiệm do hội thi yêu cầu các bạn làm vì cơ sở nó căn cứ vào đâu để các bạn giải quyết được câu hỏi trắc nghiệm do hội thi đưa ra thì các bạn phải căn cứ vào các tài liệu thiêu thầy là một trong bốn tài liệu này để các bạn có một cái truyền thống học rất giỏi ở các cấp phổ thông và khi các bạn học đại học ngành nghi các bạn rất giỏi là những sinh viên là những học sinh thời giai đoạn phổ thông các bạn học rất giỏi và các bạn có tư duy rất tốt từ đó các bạn có thể đậu được vào trường y và trường y thì các bạn biết rồi luôn luôn lấy những sinh viên học rất tốt học giỏi và có phương pháp tư duy rất tốt trên cơ sở đó tôi tin rằng các bạn học kiến thức nền các các bạn vấn, thì từ đó các bạn sẽ tư duy được có kiến thức có năng lực tư duy có phương pháp thì chắc chắn các bạn tham gia hội thi rất tốt và khi đã tham gia hội thi rất tốt rồi thì các bạn sẽ vững kiến thức sau đó à, kết thúc hội thi thì các bạn à, về làm việc sẽ tốt hơn đó như vậy các bạn học có hai mục đích mục đích là có kiến thức nền để các bạn làm được à, khi hội thi, các bạn tham gia hội thi mục đích thứ hai kết thúc hội thi các bạn có kiến thức các bạn về làm việc tốt hơn à, chắc chắn điều đó sẽ đúng tôi sẽ minh họa với các bạn phương pháp học trên phần mềm thông qua học câu hỏi trách nghiệm cho các tài liệu này. Các bạn khởi động trình duyệt trên máy tính của các bạn, trình duyệt nào cũng được. Sau đó các bạn à, gõ cái địa chỉ là http dấu hai chấm gạch chéo gạch chéo hình thức trắc nghiệm vn các bạn biết là trình duyệt bây giờ nó bảo mật rất cao rồi các bạn phải gọi đầy đủ cái cụm từ http dấu hai chấm gạch chéo gạch chéo hình thức trắc nghiệm vn sau đó các bạn ấn enter thì xuất hiện cái giao diện như thế này thì mới đúng à, xuất hiện cái giao diện không đúng như thế này là chắc chắn các bạn gõ sai tên hoặc là không gõ cái cụm từ http dấu hai chấm gạch chéo gạch chéo trong trường hợp không xuất hiện đúng cái giao diện như thế này là các bạn đã gõ nhầm rồi à, nhầm tên thiếu cụm từ http à, thì các bạn phải làm thế nào Để trong trường hợp các bạn gõ một phát thì nó nhầm thì thiếu cái cụm từ http dấu hai chấm gạch chéo gạch chéo hoặc nhầm tên à, là không xuất hiện cái giao diện như tôi trước mặt màn hình các bạn thì các bạn phải xóa lịch sử trình duyệt sau các bạn shut down windows các bạn tắt nguồn điện máy tính rồi các bạn khởi động lại máy tính bật nguồn điện máy tính khởi động lại máy tính sau đó các bạn chờ khởi động xong windows các bạn lại khởi động trình duyệt sau đó các bạn gõ cái địa chỉ như thế này là nó sẽ xuất hiện đúng cái giao diện à, trình bày với các bạn trên màn hình sau đó các bạn di chuyển con trỏ từ trên xuống dưới để các bạn tìm cái mục các bạn cần à, thí dụ hôm nay các bạn cần cái học à, đối với các bạn phần kiến thức chung ngôn tập dự tuyển viên chức y tế thì các bạn chọn mục số 7 các bạn ôn à, kiến thức để giải quyết là tham gia hội thi thầy thuốc giỏi chuyên môn vững bảo hiểm y tế thì các bạn để con chọn tại mục số 6 này à, thầy thuốc giỏi chuyên môn vững bảo hiểm y tế các bạn nhấn nút trái một lần sau đó các bạn nhập ký danh mật khẩu khi các bạn có ký danh mật khẩu các bạn phải bí mật vì sao phải bí mật vì người khác biết được đăng nhập phần mềm nó sẽ xung đột với các bạn thì các bạn đôi lúc không đăng nhập được vì vậy các bạn phải bảo mật cái mật khẩu của mình sau khi các bạn vào được cái trang này, thì trong cái trang này nó có rất nhiều tài liệu liên quan đến các thông tư, nghị định, luật của ngành y tế. thì các bạn chỉ chọn những cái tài liệu các bạn cần để các bạn học. các bạn có thời gian thì các bạn học thêm cái tài liệu khác để các bạn có kiến thức khi trúng tuyển các bạn làm việc tốt hơn. các bạn tham gia hội thi kết thúc rồi các bạn có thể học thêm các tài liệu khác. À, như vậy là các bạn di chuyển từ trên xuống dưới các bạn thấy ở đây là câu hỏi trách nhiệm cho luật khám chữa bệnh này. Rồi à, câu hỏi cho nghị định 96 à về à, của chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật khám chữa bệnh. Rồi à, à, câu hỏi cho thông tư 32 à về quy định chi tiết à, một số điều của luật khám chữa bệnh. Rồi các bạn học câu hỏi trách nhiệm à Luật bảo hiểm y tế và các nghị định thông tư liên quan đến luật bảo hiểm y tế. Các bạn muốn học mục nào, các bạn để con trỏ tại mục đó. Các bạn nhấn nốt trái một lần. À, sau đó các bạn chờ máy tính nó lót dữ liệu. Rồi các bạn di chuyển từ trên xuống dưới. Các bạn thấy có chữ thực hiện đề thi, các bạn nhấn nốt trái một lần. Sau đó các bạn sẽ thấy có chữ Start, có nghĩa là bắt đầu. Các bạn nhấn nốt trái vào Start là bắt đầu. À, sau đó học lần đầu tiên thì các bạn phải nạp dữ liệu vào bóp các bạn sau khi bóp có dữ liệu rồi học các lần sau là các bạn sẽ có kiến thức các bạn sẽ tư duy đó thì các bạn thấy là một à, các bạn à, khi làm bài các lần sau các bạn được phép chọn một trong bốn phương án phương án nào đúng nhất các bạn chọn thí dụ có trường hợp a đúng b đúng b đúng hơn a thì các bạn phải chọn b đó à, các bạn muốn nộp bài sớm thì các bạn nhìn sang tay trái màn hình có chữ FINISH, thì các bạn kích vào FINISH. Học lần đầu tiên, các bạn cũng chọn vào FINISH, à, coi như là tiếng Anh là hoàn thành, à, FINISH là hoàn thành, à, để các bạn nộp bài sớm, à, nộp bài kết thúc sớm, để xem phần mềm hướng dẫn các bạn học. Các bạn di chuyển con trỏ từ trên xuống dưới, các bạn thấy chữ nộp bài kết thúc này. Các bạn nhấn nút trái chuột một lần vào nộp bài kết thúc, À, rồi như phần mềm yêu cầu các bạn xác nhận nộp bài kết thúc chưa Chắc chắn rồi các bạn nhấn một lần nữa nộp bài kết thúc Sau đó các bạn sẽ đọc cái hướng dẫn trên nền vàng Đó trên nền vàng đây này Căn cứ vào đâu để giải quyết câu hỏi này Đó à, Như vậy phân giá cái tài liệu ra Thí dụ như là luật khám chữa bệnh Các bạn phân giá cái tài liệu này ra làm nhiều ý nhỏ Muốn một ý nhỏ giải quyết một câu hỏi trắc nghiệm à, Vì căn cứ vào đâu để giải quyết câu hỏi này thì như thế nào là đúng như thế nào là sai đúng là nó có nội dung đúng như trong tài liệu sai là có nội dung đó không đúng như trong tài liệu và nội dung đó không có trong tài liệu và có phương pháp tư duy cho từng loại câu hỏi trắc nghiệm à, tránh trường hợp là học thuộc không theo thuộc được vì thi trắc nghiệm nó phơi bày hết lên trên màn hình rồi để các bạn có phương pháp tư duy các bạn nhận diện là các bạn tìm được phương án trả lời các bạn có kiến thức rồi thì bộ óc nó sẽ hình thành nó tư duy rất nhanh và các bạn rèn luyện được kỹ năng à, tư duy trên phần mềm thì kỳ thi chính thức diễn ra là các bạn sẽ tư duy được đấy các bạn sẽ thấy không cần học thuộc đó là cái kinh nghiệm dạy à, đại học thầy giáo rút ra là à, sinh viên phải học theo phương pháp hiểu bài hiểu nội dung à, từ đó à, chúng ta có phương pháp tư duy rồi hình thành kiến thức à, năng lực tư duy áp dụng vào thực tiễn năng lực tư duy thì các bạn thấy là các bạn giải quyết được học thuộc không giải quyết được đó thì đây là cái kinh nghiệm dạy đại học thầy giáo thấy những sinh viên tốt nghiệp ra trường mà học theo cái phương pháp hiểu nội dung có năng lực tư duy năng lực ứng, ứng dụng kiến thức của thực tiễn ra trường là việc rất tốt đặc biệt là ngành y các bạn là à, năng lực tư duy rất tốt rồi đó thì các bạn phải giải quyết được à, với mỗi một người khám chữa bệnh là một cái Bài toán cho các bạn tư duy Đối với người đó Liên tục phải áp dụng kiến thức mênh mông Nhưng mà các bạn tư duy ra được Để giải quyết cái bệnh cho cái người đó Đấy cho nên cái năng lực tư duy Của thầy thuốc rất giỏi Rất vững à, Chứ không thể là là các bạn mà học thuộc Rồi mà giải quyết được đâu Không giải quyết được Đấy bây giờ tôi minh họa với các bạn Cái phương pháp năng lực tư duy Thế bây giờ ví dụ câu hỏi này à, Quy định cấp khám bệnh chữa bệnh theo cấp chuyên môn kỹ thuật gồm những cấp nào thì nội dung ở đây các bạn xem qua phương án nào là cấp chuyên môn kỹ thuật trong khám chữa bệnh phương án A ban đầu cơ bản và chuyên sâu như vậy phương án A là có 3 giá trị phương án B ban đầu và chuyên sâu có hai giá trị phương án C cơ bản và chuyên sâu có hai giá trị phương án D ban đầu cơ bản chuyên sâu và chuyên khoa như vậy phương án D có 4 giá trị Thì các bạn để ý căn cứ để giải quyết câu hỏi này Là luật khám chữa bệnh năm 2023 Căn cứ điều 104 Thì có 3 cấp chuyên môn kỹ thuật và Phương pháp tư duy ở đây là Phương án đúng là tất cả các giá trị trong phương án đều đúng Phương án sai là phương án có ít nhất một giá trị trong phương án là sai. Và G-Connect Answer đáp án đúng là ban đầu cơ bản chuyên sâu. À, như vậy các bạn nạp dữ liệu báo các bạn cái điều 104 thì các bạn kích chuột vào file luật khám chữa bệnh. Thì cái file này các bạn lấy ở đâu? Các bạn trên Google các bạn tải cái file này. Rồi các bạn lưu vào máy tính của các bạn dưới dạng file út chẳng hạn. Này, các bạn mở cái file này lên rồi nó trên lấp mất màn hình rồi. Các bạn chỉ mũi tên chuột vào nốt điều khiển cửa sổ. Uh, à, trừ nhấn nút trái thì nó lại thu nhỏ xuống phía dưới này này các bạn chỉ mũi tên chuột vào nốt điều kiện cửa sổ, nó lại mở lên. Đối với Windows, nốt điều kiện cửa sổ nằm bên góc tay phải trên cùng màn hình các bạn. Đó. À, các bạn thấy tuyệt vời không? Này? Chỉ dấu chéo thì nó tắt, chỉ dấu trừ thu nhỏ. À, sau đó các bạn mở cái file để các bạn tìm đến điều à, ở đây là điều 104 để các bạn di chuyển đến. Thì các bạn đọc là điều 104 là cấp chuyên môn kỹ thuật trong khám bệnh chữa bệnh à, khoản 1 Cơ sở khám bệnh chữa bệnh của nhà nước và tư nhân Thì các bạn chú ý kể cả nhà nước và tư nhân Được chia thành 3 cấp chuyên môn kỹ thuật Cấp thứ nhất là cấp khám chữa bệnh ban đầu Cấp thứ hai là cấp khám bệnh chữa bệnh cơ bản Cấp thứ ba là cấp khám chữa bệnh chuyên sâu Thì trong tài liệu yêu cầu là chữ chuyên sâu, chữ ban đầu Rồi à, chữ cơ bản, nó không có chữ chuyên khoa Đó các bạn để ý như vậy. Trên cơ sở ba cấp này thì các bạn thấy đây là những điểm mới của luật khám chữa bệnh năm 2023. Các bạn hình dung ra trước kia là tuyến chữa bệnh là tuyến xã, tuyến huyện, tuyến tỉnh, tuyến trung ương. Thì nay các bạn để ý với cái phân cấp này nó rất khoa học. bất kể cơ sở địa phương nào đều có thể làm được ba cấp chữa bệnh này mà gồm có nhà nước và tư nhân nếu các bạn ở à, địa phương đó à, có nhu cầu à, đầu tư cơ sở vật chất, quân à, người, vân vân, máy móc thiết bị để thực hiện các cấp ban đầu này, để làm sao đó là người dân được thụ hưởng à, tất cả các cấp chữa bệnh ban đầu tại địa phương của mình, à, không cần phải ra trung ương mà các bạn vẫn người dân vẫn được hưởng thụ thụ hưởng cái cấp chữa bệnh chuyên sâu đó, để như vậy các bạn thấy tuyệt vời không ạ? Như vậy đây là một cái điểm rất mới theo thầy đánh giá à, trên cơ sở phân cấp như thế này à, rồi từ cái phân cấp như thế này thì địa phương mới đầu tư à, cơ sở vật chất trang thiết bị và con người à, để xây dựng các cấp chữa bệnh ở địa phương mình cho người dân được thụ hưởng sống ở vùng núi xa xôi hay là à, các tỉnh à, vẫn được hưởng thụ ở các cấp chữa bệnh à, như thế này À, giống như sống ở thành phố trực thuộc trung ương hà nội thành phố hồ chí minh đó và ở đây rất bình đẳng là nhà nước và tư nhân đều có thể trang bị được cơ sở khám chữa bệnh theo ba cấp này Thì các bạn đọc các bạn thấy nó tốt lên rất tuyệt vời và trong điểm a cấp khám chữa bệnh ban đầu thực hiện nhiệm vụ gì các bạn đọc ở đây chúng ta thấy cấp ban đầu là ngoại trú này à, các bạn để ý nó không có chữ nội trú rồi cấp cơ bản này thì nó lại có chữ nội chú ngoại chú này rồi cấp chuyên sâu này đó thì các bạn để ý các bạn đọc thêm thì để giải quyết câu hỏi này các bạn chỉ cần để ý cái chữ màu xanh tôi đã bôi lên trên đây cho các bạn là các bạn giải quyết được câu hỏi này à, như vậy căn cứ vào điều một trăm linh tư ba cấp chuyên môn kỹ thuật thì các bạn áp dụng vào đây năng lực áp dụng vào đây luôn phương án a ban đầu cơ bản và chuyên sâu như vậy phương án a cả ba giá trị đều đúng cho nên nó là phương án trả lời cho câu hỏi này phương án b ban đầu và chuyên sâu thì đây là hai giá trị cũng đều đúng phương án c cơ bản và chuyên sâu cũng hai giá trị đều đúng nhưng nó chưa đầy đủ như vậy a b c thì phương án a đầy đủ nhất đúng nhất bao trùm cả phương án b và phương án c cho nên các bạn phải chọn phương án a như vậy ở đây các bạn thấy là ba phương án đều đúng, cấp ban đầu, cấp chuyên sâu, cấp cơ bản, cấp chuyên sâu nhưng phương án A đầy đủ nhất. Đúng nhất thì đối với loại câu hỏi này các bạn phải chọn phương án A. Nó bao trùm cả phương án B và bao trùm cả phương án C. Phương án D vì sao sai? Có bốn giá trị, giá trị thứ nhất là ban đầu thì đúng, cơ bản thì đúng, chuyên sâu là đúng, nhưng giá trị thứ tư chuyên khoa là sai vì sao sai? vì nó không có trong luật khám chữa bệnh tại điều 104. Đó, đúng sai nó nó rõ ràng là như vậy. Như vậy các bạn sẽ nạp được dữ liệu báo các bạn để ba cấp à, chuyên môn kỹ thuật à, và một số thông tin khác để các bạn giải quyết một loạt câu hỏi khác. Đó, như vậy các bạn hiểu được nội dung thì kỳ thi chính thức diễn ra thì các bạn sẽ giải quyết được ngay. Có kiến thức nền rồi. Đó, giới thiệu với các bạn như vậy. Khi có kiến thức nền rồi các bạn nắm vững được ba cấp chuyên môn kỹ thuật rồi thì các phương án khác là các phương án gây nhiễu thì có thể thay đổi nội dung đi thì các bạn vẫn giải quyết được. Như vậy học một biết 10 thì có năng lực tư duy là các bạn khi hỏi về các cấp chuyên môn kỹ thuật trong khám chữa bệnh là các bạn giải quyết được hàng loạt câu hỏi luôn. Các bạn sẽ có kiến thức rồi các bạn thi rất tự tin. Giới thiệu với các bạn như vậy. Tôi sẽ giới thiệu với các bạn cái phương pháp đối với câu thứ hai là quy định kỹ thuật mới phương pháp mới trong khám bệnh chữa bệnh ngoại trừ thì loại câu này mang tính chất logic các bạn tìm ra được ba phương án là quy định về kỹ thuật mới phương pháp mới trong khám bệnh chữa bệnh phương án có nội dung sai chính là phương án ngoại trừ đó thì các bạn giải quyết câu hỏi này căn cứ vào đâu thì phương án a kỹ thuật mới phương pháp mới là kỹ thuật À, là kỹ thuật à, phương pháp lần đầu tiên áp dụng tại Việt Nam à, phương án B các bạn cũng đọc như vậy thì để để giải quyết câu hỏi này các bạn căn cứ điều 92 của luật khám chữa bệnh các bạn tìm ra 3 phương án đúng dùng phương pháp loại trừ suy ra phương án còn lại chính là phương án có nội dung sai tức là ngoại trừ như vậy các bạn thay đổi một phương án có nội dung sai các bạn sẽ có một câu hỏi mới như vậy có vô vàn câu hỏi đó cho nên các bạn phải học bài bản nhất là các bạn tìm ra được ba phương án đúng cố định ba phương án đúng này phương án có nội dung sai cứ thay đổi bằng một, một nội dung sai khác các bạn có một câu hỏi mới như vậy các bạn có giải quyết một câu hỏi các bạn làm được hàng loạt câu hỏi trắc nghiệm à, cho loại câu này đó Ê. thầy là quy lại nói lại với các bạn học một biết 10 và khi kỳ thi chính thức diễn ra các bạn có kinh nghiệm rồi các bạn liếc một phát là các bạn tìm ra được phương án loại trừ ngay ngoại trừ ngay à, còn học ở nhà thì phải bình tĩnh tư duy để nạp dữ liệu ba phương án đúng rồi các bạn tìm ra vì sao phương án đấy nó lại sai à, thì sau này có kinh nghiệm có à, năng lực tư duy rồi là các bạn tư duy được khi kỳ thi chính thức diễn ra như vậy các bạn lại kích chuột vào file các bạn lại mở lên là học lần đầu tiên mà các bạn tìm dữ liệu à, của cái điều à, 92 này thì điều 92 là kỹ thuật mới à, phương pháp mới trong khám bệnh chữa bệnh đó chúng ta chú ý kỹ thuật mới đồng thời phải có phương pháp mới đó à, tài khoản 1 giải thích từ ngữ là kỹ thuật mới phương pháp mới là gì là kỹ thuật phương pháp lần đầu tiên áp dụng tại việt nam đó à, định nghĩa giải thích từ ngữ các bạn thấy kỹ thuật mới phương pháp mới là gì là kỹ thuật phương pháp lần đầu tiên chúng ta để ý cái chữ lần đầu tiên à, được áp dụng ở đâu áp dụng tại Việt Nam đó à, chúng ta để ý phải áp dụng tại Việt Nam thế thì áp dụng ở nước ngoài thì lần đầu tiên áp dụng tại nước ngoài thì nó không đúng như trong tài liệu mà phải là lần đầu tiên áp dụng tại Việt Nam chúng ta đó các bạn thấy tuyệt vời không? Này? khi các bạn nắm chắc rồi thì các bạn tư duy được ngay. khoản 2 kỹ thuật mới phương pháp mới gồm à, điểm a kỹ thuật mới phương pháp mới được nghiên cứu tại việt nam hoặc nước ngoài, Đó, khẳng định là nghiên cứu tại việt nam hoặc nước ngoài. À, chúng ta để ý là à, có chữ hoặc à, như vậy ở chữ hoặc ở đây có nghĩa là à, chỉ nghiên cứu tại việt nam thôi mà không phải nghiên cứu ở nước ngoài à, rồi không nghiên cứu ở việt nam nhưng mà nghiên cứu ở nước ngoài là hai trường hợp này. trường hợp thứ ba vừa nghiên cứu ở Việt Nam vừa nghiên cứu ở nước ngoài. Đó, để các bạn chú ý cái chữ hoặc nó bao trùm ba trường hợp. À, trường hợp thứ nhất là chỉ có nghiên cứu tại Việt Nam mà không nghiên cứu ở nước ngoài. trường hợp thứ hai chỉ nghiên cứu ở nước ngoài mà không nghiên cứu ở Việt Nam. trường hợp thứ ba nghiên cứu tại Việt Nam và nghiên cứu tại nước ngoài. thì cái từ logic cái chữ hoặc này đối với các bạn sinh viên trường y là À, có là à, thuần thục rồi đó. À, xin giới thiệu với các bạn cái từ logic phải có ba trường hợp đó. Các bạn phải hiểu đấy à, điểm B kỹ thuật mới phương pháp mới được cơ quan có thẩm quyền ở nước ngoài. Đó. Chúng ta để ý ở đây là à, thẩm quyền ở nước ngoài cho phép áp dụng. À, như vậy kỹ thuật mới phương pháp mới được cơ quan có thẩm quyền ở nước ngoài cho phép áp dụng là các bạn thấy thỏa mãn điểm B đó. Như vậy các bạn đã nạp dữ liệu báo các bạn rồi Thì sau đấy các bạn xoay vào đây Xoay vào phương án của câu hỏi Phương án A Kỹ thuật mới, phương pháp mới Là kỹ thuật, phương pháp lần đầu tiên áp dụng Việt Nam Là đúng như nội dung tài khoản 1 Điều 92 Phương án B Kỹ thuật mới, phương pháp mới Là kỹ thuật, phương pháp lần đầu tiên áp dụng ở nước ngoài Thì chúng ta thấy tại điểm B lại định nghĩa cái kỹ thuật mới phương pháp mới à, là kỹ thuật áp dụng lần đầu tiên tại Việt Nam thì lại nói tại nước ngoài thì sai với giải thích tại địa khoản 1 cho nên phương án B chính là phương án có nội dung sai à, sai cái cụm từ nước ngoài đó các bạn để ý ở Việt Nam lại nói là ở nước ngoài phương án C và phương án D các bạn đọc đúng như trong điều 92 đó, như vậy a, c và d là ba phương án có nội dung đúng như trong điều 92 suy ra phương án b kỹ thuật mới phương pháp mới là kỹ thuật phương pháp mới lần đầu tiên áp dụng ở nước ngoài đấy là phương pháp loại trừ này trừ ba cái đúng đi phương án còn lại là phương án sai phương án sai chính là phương án ngoại trừ Đó, loại câu đây các bạn thấy tuyệt vời không đấy? các bạn có cái năng lực tư duy rồi sau các bạn lại rút kinh nghiệm vì sao nó sai nó sai là nó sai một cái cụm từ nào đó nó thừa nó thiếu một cái cụm từ đó thì như vậy là các bạn nhận diện được ngay hình thành được cái năng lực tư duy mà thí à, dụ các bạn sẽ tư duy câu hỏi tiếp theo là thẩm quyền phê duyệt kỹ thuật mới phương pháp mới à, trong khám bệnh chữa bệnh phương án a bộ khoa học và công nghệ rồi bộ y tế như vậy phương án a có hai giá trị Phương án B Bộ Y tế có một giá trị, phương án C Bộ Y tế, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng có 3 giá trị, phương án D Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, phương án D có cũng có 3 giá trị. Thì căn cứ điều điều nào để giải quyết câu hỏi này? Phần mềm chỉ cho các bạn căn cứ điều 93 của Luật khám chữa bệnh năm 2023. Ở đây hỏi là thẩm quyền phê duyệt, tức là cái thẩm quyền cho phép. Đó, hay là thẩm quyền trình Thế là người có thẩm quyền trình, người có thẩm quyền quyết định, người có thẩm quyền phê duyệt đó, đây hỏi về thẩm quyền quyết định, thẩm quyền phê duyệt, à, chứ không hỏi về thẩm quyền trình đó. thí dụ bộ có thẩm quyền trình chính phủ, rồi chính phủ quyết định. Đó. các bạn chú ý cái chữ thẩm thẩm quyền, đây là thẩm quyền phê duyệt. À, các bạn kích chuột vào file, các bạn tìm minh điều 93 ba thì các bạn để ý ở đây là điều kiện áp dụng kỹ thuật mới, phương pháp mới trong khám bệnh chữa bệnh thì có khoản 1, khoản 2 thì câu hỏi ở đây để giải quyết câu hỏi này thì các bạn căn cứ khoản 2 việc áp dụng kỹ thuật mới, phương pháp mới được thể hiện như sau điểm A, điểm B thì các bạn sẽ thấy có tại điểm D các bạn đấy tại điểm D trường hợp kết quả nghiệm thu đạt yêu cầu đó à. Bộ Y tế có trách nhiệm ban hành văn bản cho phép áp dụng kỹ thuật mới, phương pháp mới à, Như vậy, căn cứ điểm D này là Bộ Y tế là cơ quan có thẩm quyền phê duyệt ban hành văn bản cho phép áp dụng kỹ thuật mới, phương pháp mới Đó, các bạn thấy tuyệt vời không nè Như vậy, cái thẩm quyền phê duyệt uh, cho phép áp dụng kỹ thuật mới, phương pháp mới Chỉ có Bộ Y tế thôi Đó, chỉ có Bộ Y tế Đó thì các bạn khẳng định lại duy nhất ở đây là bộ y tế. Đã. Các bạn đã có dữ liệu rồi, bắt đầu các các bạn tư duy áp dụng vào phương án A, bộ khoa học và công nghệ, bộ y tế. thì phương án A có hai giá trị, thì có ít nhất một giá trị sai, nó là phương án sai, bộ khoa học công nghệ sai, cho nên là loại trừ. Phương án B có một giá trị bộ y tế đúng như trong à, điều 93 cho nên phương án B chính là phương án được lựa chọn trả lời cho câu hỏi này. Phương án C Bộ Y tế, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng. Phương án C có 3 giá trị nhưng có hai giá trị sai bị loại trừ. Phương án D Bộ Khoa học Công nghệ, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng. Cả ba giá trị này đều không đúng như trong tài liệu, cho nên nó là phương án sai. Đó, các bạn thấy tuyệt vời không này? Các bạn đã có kiến thức rồi, thì các bạn nạp dữ liệu vào bóp các bạn là các bạn sẽ giải quyết được câu hỏi. À, như vậy tôi đã giới thiệu với các bạn xong phương pháp học câu hỏi trắc nghiệm trên phần mềm hình thức trắc nghiệm viên à, các bạn muốn học lại để các mục nào đó hoặc là học à, mục này hoặc là học các tài liệu khác các bạn kích chuột vào mục một la mã này thì à, các bạn nó sẽ quay lui để các bạn chọn lại cái tài liệu khác hoặc tài liệu này à, để bảo mật cái mật khẩu của mình các bạn phải làm thế nào các bạn nhìn lên góc phải trên cùng màn hình có cái hình người này các bạn nhấn nút trái một lần sau đó thất xuất hiện cái chữ thoát là các bạn nhấn nút trái là thoát ra khỏi phần mềm như vậy quy trình sử dụng làm ba bước rồi thoát ra khỏi phần mềm cũng làm ba bước à bước một thoát ra khỏi phần mềm là thoát ra khỏi phần mềm ứng dụng bước hai là các bạn shut down windows bước ba là tắt nguồn điện máy tính đó là quy trình sử dụng máy tính làm ba bước vào là các bạn bật nguồn điện khởi động máy tính, đó là khởi động Windows, rồi các bạn khởi động phần mềm để các bạn sử dụng. khi ra thì các bạn phải thoát ra khỏi phần mềm ứng dụng, rồi các bạn shut down Windows, rồi các bạn tắt nguồn điện máy tính. làm như vậy để an toàn phòng chống cháy nổ đối với máy tính. khi các bạn không sử dụng nữa mà các bạn không ra khỏi phần mềm, các bạn không tắt nguồn điện, không may cháy nổ xảy ra thì sao? À, vì vậy các bạn biết rằng là gần như không xảy ra Nhưng nếu nó xảy ra thì sao à, Vì vậy các bạn phải thực hiện quy trình là ba bước Để đảm bảo an toàn à, Vừa bền máy tính Vừa tiết kiệm điện Vừa an toàn phòng chống cháy nổ máy tính à, Các bạn chỉ rồi mà nó, nó, nốt vào dấu chéo cửa sổ để tắt à, Như vậy tôi đã giới thiệu với các bạn xong à, Cái phương pháp học câu hỏi trắc nghiệm trên phần mềm hình thức trắc nghiệm chấm phần mềm phi lợi nhuận các bạn có nhu cầu kết nối zalo với thầy giáo thạc sĩ lê văn quang theo một trong hai số hiển thị trên màn hình các bạn xem video của thầy hay vào ích. nếu chưa chạm tay vào nút đăng ký trên youtube à, kênh của thầy thì hôm nay hãy chạm tay vào nút đăng ký kênh của thầy để nhận được hai cái tiền ích tiền ích thứ nhất các bạn xem video bài giảng theo từng mục tiền ích thứ hai là có video bài giảng mới các bạn nhận được sớm nhất à, giới thiệu với các bạn như vậy À, chúc các bạn thành công và cảm ơn các bạn